Xin kính chào quý vị và các bạn. Có thể nói là ngày hôm nay, mùa đông đã thực sự bắt đầu tại các tỉnh miền Bắc do khối khí lạnh có cường độ mạnh được tăng cường. Từng đợt gió mùa đông bắc thổi về mang theo hơi lạnh từ phương Bắc xuống, làm nhiệt độ tại khu vực giảm sâu từ 6 cho đến 7 độ. Vì vậy, người dân Bắc Bộ đã có thể cảm nhận được rõ rệt mùa đông đã tới. Mọi người khi mà ra đường thì đều co ro trong cái gió lạnh đầu mùa, dù mưa đã giảm dần và thời tiết khá tạnh giáo. Trong đêm nay và ngày mai, trung tâm khối khí lạnh sẽ tiếp tục di chuyển sâu xuống phía Nam. Bắc Bộ sẽ nằm sâu trong khối khí lạnh, mây giảm dần nên quá trình phát xạ nhiệt có thể xảy ra. Vì vậy, nhiệt độ về đêm và sáng tại Bắc Bộ sẽ giảm xuống, chỉ còn là từ 17 cho đến 19 độ, vùng núi là khoảng từ 15 cho đến 18 độ. Riêng các đỉnh núi cao như là tại Sapa, Mẫu Sơn hay là Tam Đảo, nhiệt độ chỉ còn ở mức là từ 10 cho đến 12 độ, trời khá lạnh. Đến trưa chiều mai, trời sẽ hửng nắng nhưng mà nhiệt độ trong ngày vẫn chưa tăng cao, phổ biến vẫn ở mức là từ 24 cho đến 26 độ. Vì vậy, trong ngày làm việc và học tập đầu tuần, quý vị và các bạn cần lưu ý mặc đủ ấm khi lưu thông ngoài đường, đặc biệt là đối với người già và các em nhỏ. Xuống đến các tỉnh Trung Bộ, đới gió Đông Bắc kết hợp cùng với điều kiện địa hình đã gây ra một đợt mưa rào và dông trên diện rộng cho các tỉnh từ Hà Tĩnh tới Quảng Ngãi. Tại đây đã xảy ra mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông thì có kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lốc xoáy và gió giật mạnh. Trong đêm nay và ngày mai, khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Bình Định vẫn tiếp tục xảy ra mưa, mưa vừa có nơi là mưa to và dông. Từ thứ ba trở đi thì mưa sẽ bắt đầu giảm dần về diện và lượng. Đêm nay, nhiệt độ thấp nhất tại các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ sẽ dao động trong khoảng từ 20 cho tới 21 độ. Càng lui về phía Nam thì nhiệt độ sẽ tăng dần lên mức là 21 đến 23 độ. Do mưa nhiều nên nhiệt độ ban ngày cũng không tăng lên nhiều và chỉ phổ biến ở mức là từ 23 cho tới 26 độ. Riêng khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Ninh Thuận, Bình Thuận chịu ảnh hưởng xa hơn của không khí lạnh nên là nhiệt độ cao hơn so với khu vực phía Bắc. Thấp nhất đêm nay thì vẫn là từ 23 đến 26 độ. Từ ngày mai khi mà mưa giảm thì nền nhiệt độ sẽ tăng dần trở lại và dao động trong khoảng là từ 28 cho tới 31 độ. Cuối cùng là tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, do quá trình nâng trục dần lên phía Bắc của rãnh áp thấp xích đạo cũng sẽ khiến cho mưa tại các tỉnh Nam Tây Nguyên và Nam Bộ tăng hơn. Từ ngày mai trời chuyển nhiều mây hơn, có mưa rào và dông rải rác tập trung chính vào thời điểm chiều tối. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến ở mức là từ 29 cho tới 33 độ ở cả hai khu vực. Chuyển sang thông tin thời tiết trên biển. Do ảnh hưởng của không khí lạnh trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông bao gồm có cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc duy trì ở mức cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa và nam của Biển Đông bao gồm có cả quần đảo Trường Sa, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc là cấp 6. Riêng khu vực Nam Biển Đông thì có mưa rào rải rác vào chiều tối, làm tầm nhìn giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Như vậy là ngày mai Bắc Bộ sẽ dứt hẳn mưa và hửng nắng vào ban ngày. Đến giữa tuần thì trời nhiều mây trở lại, vùng núi có nơi thì có mưa nhỏ. Trung Bộ vẫn duy trì mưa vừa, có nơi là mưa to đến rất to trong ngày đầu trên khu vực Hà Tĩnh trở vào Phú Yên đến Khánh Hòa. Sau đó từ ngày mùng 3, ngày mùng 4 thì cường độ mưa giảm, chỉ còn tập trung ở diện rải rác. Đến đây bản tin thời tiết tổng hợp của kênh VTC14 xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.